À, sẽ sửa chứ ạ. Vì Hương nghĩ là mỗi một cái người nó có cái đẹp ở cái tuổi đó. 25 mình có đẹp 25, 30 mình có cái tuổi đẹp 30, 40 mình có tuổi đẹp 40. Nhưng mình phải làm như thế nào và nó thật nhất như là đầu vị Hương nói. Thích sửa nhất là gì? Câu hỏi thì Hương thích sửa mũi. Và Hương đã được từ chối là nếu mà sửa cái mũi đó thì rất là sang, nó thành ra một người khác, không phải là Hương nữa. Cho nên là Hương sẽ giữ lại. Và điều quan trọng là Hương chuyên trị những dây khổ. Cho nên cái gì mà cắt cho người Hương thì sẽ không làm được. Ví dụ như là căng chỉ Hương sẽ làm, hay là chích cho tan mỡ. Và đặc biệt là các camera, mỗi lần gặp Hương hay là gặp Nghĩa hay gặp Chí Tài là ba gương mặt gọi là mặt mâm mối gì. Khi lên mọi người hay nói là cái mặt bự quá tràn màn hình. Thì lúc đó vị Hương sẽ kiếm bằng một cách như thế nào? Thì việc trước tiên là Mr. Tô sẽ là cái người quạo. Chị ơi cái mặt tròn quá. Thì Hương có đi xuống vô tình thôi gặp bác sĩ Dũng đứng ngay sảnh á, và chắc cái từ này là từ bình thường thôi mà em rất là mắc cười. Thì em xuống vừa gặp bác sĩ Dũng á, bác sĩ cái mặt em bự hơn mặt đông sao mà em tự tin được. Bạn có biết là bác sĩ Dũng nói tôi sao không, đi vô đây anh chích cho. Sao anh kia tôi hỏi anh chích cái gì, nó anh chích cho cái mặt em nó ốm lại và nó gọi nó sưng rồi sao cao nó sao mà thị trường đá của nó anh không biết gì đó, em đóng phim chích vô nó sưng là em sẽ ngưng liền đó. Cho nên nếu mà bạn hỏi tôi có làm đẹp hay không, tôi ở cạnh những người làm đẹp mà Hương sẽ làm, nhưng Hương sẽ làm như thế nào và không có vết dao kéo trên mặt mình. Đặc biệt nếu mà Hương cắt một cái gì kéo lên khi cận vô nhìn thấy cái vết đó là nó không thật. Một người nghèo thì không thể nào đi làm thẩm mỹ được, nhưng nó sẽ phải giữ như thế nào để đẹp và đồng trang lứa và giữ được cái cân bằng của cái người phụ nữ ở lứa tuổi đó không bị suy sụp. Đặc biệt là Hương làm rất nhiều, vì Hương là hại da rất nhiều, là ví dụ là giám khảo tới 9 giờ là Hương phải uống cà phê ngọt đường vô để khi có đường để mình kích thích cái người của mình vận động, hoặc là một cái game vận động thì cần phải có năng lượng để mình làm điều đó. Thì đường là hủy da nhiều nhất, quỷ da vào cái giờ 10 giờ đêm bắt đầu chúng tôi mới uống ngọt không ngủ và ba cái tay rất nhiều. Một năm thì tôi có thể bay trên 20 chuyến từ đây về Mỹ và từ Mỹ về lại đây, thì nó hại da rất là nhiều. Việc trước tiên là về da, nâng cơ, đang chỉ cho nó căng lên, không xâm lấn bằng dao kéo này nọ. Còn còn ba phần mà đại phẫu ở bệnh viện rất lớn đó là làm mở, là có nghĩa là cắt và xếp thành bụng. Ở đây là đại phẫu vì là bệnh viện cho rất an toàn. Phần đó thì chị chắc là chưa cần phải bác Dũng hả? Em chưa cần, tô thì chắc cần rồi, tô với trang. Thì tất cả những điều đó Hương đều thích làm, nhưng mà mình chưa đến mức mà mình phải cần làm cái điều đó. Nhưng nếu thì Hương cũng sẽ phải làm cho nó đẹp để như thế nào mình tiếp tục làm nghệ thuật và nó làm một cách như hồi đầu Hương nói là rất thật, rất thật. Cảm ơn những chia sẻ của chị Việt Hương. Xin mời chị. Đại diện cho bệnh viện Sao Hàng, và phần thứ hai là tiếp tục với lại bệnh viện Sao Hàng. Thì mỗi một năm bệnh viện Sao Hàng sẽ hỗ trợ cho Việt Hương làm hai series. Thì đây là một cái series đầu tiên mà nãy đại diện có giới thiệu và đạo diễn của tôi là một người em trong này, cũng thật ra không phải đâu, này kể lại tôi ra nữa. Dạ em là con của dì hai, còn tôi là con của dì năm. Dạ em bế nó từ nhỏ đó quý vị, mỗi lần đóng phim em đều nói cái câu đó để cho nó đừng bắt em làm những cái hành động rất là đau khổ. Thì lúc mà Việt Hương ký này thì Việt Hương có nói với cô là tôi chị sắp sửa làm một cái live show em đi qua Mỹ để mà mình diễn sáu cái ở bên đó em diễn casino quý vị, và Việt Hương sẽ diễn hết một cái tour 6 cái casino xong quay trở về tại Nam Cali nơi Việt Hương ở để quay hình. Thì khi mà mình bàn tán về cái live show thì mình chỉ biết là sau 15 năm Việt Hương có mặt tại Mỹ thì Việt Hương muốn làm cái show này thôi. Nhưng dịch bệnh thì các bạn cũng biết là khi Việt Hương ký bắt đầu mà đọc cái hợp đồng là tháng 1 năm 2020 với bệnh viện Sao Hàng, thì Việt Hương nói là bây giờ không thể nào bay qua cả một cái ekip như vậy. À, nếu bay là chắc cũng có em, có Đông này nọ đó, có Lộc đó, tại những người phải không có bệnh nhân diễn. Thì làm sao mà bưng được một cái ekip như vậy. Thì Hương nói là, nói với tôi là chị muốn làm cái này thành một cái web và tôi có làm không. Thì tôi thì được đạo diễn là vũ trụ của giang hồ, và Hương đã từng đóng một cái biển giai ông nội giang hồ. Thì tôi nói đây là lần đầu tiên em để làm gì một cái web tình cảm, và tôi từ chối. Về nhà suy nghĩ chắc cũng 3 tuần á, vì áp lực vô cùng. Làm cái gì khi chị hỏi anh Dũng với chị Tiên là anh chị có muốn làm một cái web về tình cảm giống như là một cái riêng về cho phụ nữ ở cái lứa tuổi như em từ 35 tới 45 tuổi, là phụ nữ bước qua cái thành phần bắt đầu là họ họ
đã thành đạt, họ là phó phòng, họ là phó giám đốc, hay họ đã lên chức và họ giàu có. Khi có tiền họ sẽ muốn làm đẹp, và khi có tiền có quyền thì bắt đầu vợ chồng sẽ xa cách và nó sẽ xảy ra chuyện gì. Thì em nghĩ cái này nó rất là hợp với bên bệnh viện. Thì khi mà Việt Hương hợp với bên này và hợp với đạo diễn, sau 3 tuần anh càng suy nghĩ thì cô đang nói là em muốn làm ngoài lần đầu tiên trong cuộc đời của em. Cô nói vậy, em sẽ làm một cái web về tình cảm và mời một cái người biên kịch viết từ cái ý tưởng live show của Việt Hương thành ra một cái web drama về tình cảm. Và lần đầu tiên tôi nhận lời làm. Dạ. Với cái khác hẳn, khi quay tụi tôi cũng vỡ cái mặt liên tục luôn, kể như overtime liên tục vì không biết được mình phải cần cảm xúc bao nhiêu mới đủ để lấy cái hình cho nó đẹp nhất. Khi mà làm cái dự án này là hoàn toàn từ cái live show, và biên kịch này từ Hà Nội họ bay vào và họ hợp tác, anh ta tên là Đức Chí, và Đức Chí của kịch bản chứ phải Đức Chí nhạc nha. Và sau đó là anh ta viết cho Việt Phương với lại tôi để kịp bóng máy sau ngày hôm nay với cái dự án này. Mong là quý vị báo chí ủng hộ và đi với tụi em cả chặng đường sắp sửa để chúng em ra được nó. Như vậy có nghĩa là làm như thế nào mà nó liền mà quan trọng là bối cảnh chánh nó nằm ở cái bệnh viện này và nó phải xảy ra một cách hợp lý để mọi người quen cái mắt mình với lại bệnh viện. Như vậy là một cái vở kịch dài. Được nhắc là điều là nếu như là làm live show thì khi làm web drama thì phải sâu chuỗi lại, thì tất cả là bao nhiêu tập thưa chị? Tất cả là 6 tập. Yeah. Và khi mà Việt Phương làm cái này á, một cái web của nó thường là chỉ có 3 tập thôi, là một series, thì đây là 2 series một năm, thì Hương dồn lại làm 6 tập. Và khi Hương làm cái này Hương không có xin phép anh chị, tại cái này Hương cứ nghĩ đây là anh chị mình đó, cho nên không có nghĩ là chủ. Khi mà Hương đặt cái tên cho nhân vật á, thì Hương đặt tên của hai người luôn. Tại vì Hương hay kêu bảo là bà Tiên, mà bà Tiên thì mình ước cái gì cũng được, mình muốn cái gì cũng có, cho nên Hương chọn tên chị Tiên và anh Dũng cho cái kịch bản này. Nhưng khi đọc kịch bản thì anh chị rất là lo, vì anh chị này là không phải là đại gia nữa, hơn cái từ đó thì Hương chưa kiếm được, cực kỳ giàu, họ sinh được 3 đứa con và gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng trong phim thì nó hoàn toàn khác, nó không phải là như vậy. Cho nên vì không có thuyết phục chị Tiên là em dùng tên của chị, nhưng em không có dùng cuộc đời của chị, tại cuộc đời của chị đẹp quá, chả ai muốn coi cuộc đời của cuộc đời trong phim, nó phải tan nát, nó phải đẩy mưa, nó phải đủ thứ. Và thêm một cái khó nữa, dạ mấy bác sĩ dưới cười á, vậy là còn diễn hài. Thêm một cái khó nữa là cái lứa tuổi của Hương khi mà đóng vai chị Tiên, thì cái bạn với tôi sẽ kiếm được cái nhân vật giống Bác Dũng, thì tôi kiếm Quỳnh Đông. Vậy thứ nhất, Quỳnh Đông có râu giống Bác Dũng, râu Bác Dũng rất là dài, tôi nói mỗi lần anh mổ thì làm như thế nào, có phải bỏ vô cái túi không để cho nó dựng cái râu lại. Thì thường là người ta là giáo sư, người ta là thầy giáo, đâu cần phải mổ à, cái chuyện đó là để cho bác sĩ thôi. Nhưng mà khi chọn Quỳnh Đông thì Quỳnh Đông phải có tư vấn với lại bác sĩ Dũng một tí về tất cả, về chiều cao, về con người, nhưng mà tính chất thì không được, tính chất thì đông còn trẻ, cho nên rất là năng lượng và tăng động. Mỗi lần diễn thì tôi với tôi đều phải bứt rứt ra để tập cho anh ta, khi để cho anh ta quay sao mà cho nó giống Bác Dũng. Còn điều quan trọng là hồi nãy Hương bước vô đây mọi người rất là bất ngờ với cái mái tóc tém, vì Hương thích tóc tém, nhưng mà chị Tiên ngoài đời thì tóc rất dài, và tôi hứa là tôi sẽ nói tóc để nó dài ra, tôi đóng cái mặt của chị Tiên. Và chứ mày